Đây, chào mọi người. Hôm nay đi qua đường Âu Cơ và Lũy Bán Bích. Ở đây có một cái căn nhà rất là đặc biệt, là xung quanh đều mặt tiền hết mọi người. Đây là giao lộ giữa đường Âu Cơ và Lũy Bán Bích mọi người. Trục này là giao lộ giữa đường Âu Cơ và Lũy Bán Bích. Đây, chỗ này. Chú ơi, là cái nhà mình ở đây là ở lâu chưa chú ha? Ở lâu rồi hả? Mấy chục năm trước rồi chứ, tức là chính gốc ở đây luôn. Không phải chính gốc mà ở đây còn cái bao cấp, còn hợp tác xã. Ở đây là hợp tác xã mua bán của 17. Tức là chủ nhà luôn hả? Ông chú là chủ nhà. Dạ, tức là ở đây là bây giờ chỉ còn là hai căn này thôi chú ha. Một căn thôi mà đã lấy tiền thì bồi thường rồi mà ta chưa có chính quyền, chưa có mới đất tái định cư mà chưa có cấp giấy phép xây dựng được. Nên chờ cấp giấy phép xây dựng được rồi mới đi chứ. Còn chưa có giấy phép, mình chưa có nhà cửa, mình chưa có đi đâu được, có nhà cửa ổn định xíu. Dạ đúng rồi. Bây giờ mình ở đây mình buôn bán tạm thời thôi. Tạm thời thôi. Dạ. Giờ đất mình đã nhận đất tái định cư rồi, giá tiền này bồi thường rồi, giờ không có gì ở đây ta. Nhưng mà giờ sống trước mắt là mình phải ổn định xíu, là phải làm nhà được mình đi. Vậy là ở đây mình cũng buôn bán tạm. Tạm thôi. Còn phải chờ cấp giấy phép kia làm nhà cửa mới đi chứ. Dạ. Như nhà này đền bù được bao nhiêu hả chú ha? Đó là bù 2.7 mà. 2.7 thôi. Bao nhiêu mét vuông hả chú? 36 mét vuông. 36 mét vuông. Dạ. Đây là căn nhà của chú đây ha. Còn bên này là nhà khách. Nhà luôn. Để bán người ta tách biệt luôn không chị? Ở đây là bán cua với gà nha mọi người. Cùng giá cũng rẻ này. Ngày xưa nó đường xá ở đây chắc là ngày xưa nó cũng nhỏ thôi chú ha. Nhỏ, người ta mới mở rộng ra. Mở rộng đường. Cho nên người ta mới di dời ha. Nếu mà cái này di dời xong thì người ta sẽ làm cái gì không? Công viên ha. Tại không có vòng xoay cho có tầm nhìn nó thoáng rộng. Tại đâu bắt đầu có con chung cư mọc đây là người đang ú á, tràn ngập đường hết trơn, không có đường nào đi được hết trơn á. Dạ. Ngày xưa ở đây nó có vặn vẹo không chú? Thì đúng, hồi xưa thì vắng vẻ, rồi giờ là người dân ở trong tới ở trong nhiều vậy mua nó sụp. Dạ. Con thấy biết cái nhà bên này cũng có gì chơi chơi không chú ha? Thì đó chưa, có hồi xưa là nguyên khu đây túc dưới là của Đông Nam, có nhà máy sợi Đông Nam dài trơn đấy, có nhà nào đâu. Dạ. Người dân người ta tới đấy người ta ở ta cũng mua bán rồi ở. Dạ. Đây thấy khu vực này cái nhà rất là đặc biệt, nó có 4 cái mặt tiền nữa. Nhưng cái nhà này trước đây là của ai chú ha? Cũng ở khu này có nhà của người khác thôi. Khác là nó tiền đền bù rồi ta đi. Họ đi rồi hả? Dạ. Còn mình đang vướng có chỗ mà người ta nhận đất ta bán ta ăn ta đi, còn mình giờ phải làm nhà mình ở mình sống nữa chứ. Dạ đúng giờ rồi. Mình làm cái nhà mình giờ mấy thành viên hả chú? Giờ còn hai chú cháu Dạ. Đây căn nhà rất là đặc biệt ha. Nếu mà nó có mình đâu có thể mà chống cự đâu, mình chấp hành hơn mà kia giải quyết hơi khó xíu. Dạ. Chờ ý kiến thành phố này nọ mới xin giấy phép rồi gì đó rất rối. Sao lâu vừa chú ha? Lâu rồi đúng không? Thì rườm rà đủ thứ không hiểu được. Dạ. Cái đó bị chính quyền cái mình dân mình đâu có nói gì đâu. Dạ. Cấp mà mới là không cấp mình thôi. Nhưng mà mình ở giờ ngay cái giao lộ như này mình thấy cuộc sống có phiền không chú? Thì nói gì cuộc sống vậy à? Tạm bợ với chụp giật làm ăn rồi đứng ngoài đường vậy mà làm ăn đó, sao giờ? Dạ, ở đây buôn bán thì thích hợp hơn đúng không? Chứ mình ở thì nó hơi ở vậy thôi, cũng không có thích hợp gì, nhưng mà ở đây lâu rồi cũng dễ, người ta biết cái điểm vậy nó dễ xíu. Tức là người ta biết mình buôn có điểm vậy thôi. Chứ mình chủ là diệt mối hả? Ta nghỉ rồi. Còn bên thấy có quán cà phê đâu đúng không? Tạm nghỉ hết trơn rồi. Ta nghỉ rồi. Ta mướn thời gian vài ba tháng, năm qua ta nghỉ vài ba tháng, nặng cái đâu ai là đâu. Giờ bán gì cũng tạm tạm, ai được được, không vài ba năm, thôi.
Giờ chú là làm công việc chủ yếu là gì chú, hay để kiếm sống á? Chạy xe ba gác rồi ngoài đường vậy đó. Chạy xe ba gác. Ai kêu đâu chạy đó. Dạ, còn bên này là cháu bán hải sản đó hả? Chú tên gì chú ha? Thôi được rồi. Dạ. Rồi con đi một vòng xem như nào, làm để cái xe đấy nhé chú. Đây nha mọi người. Đây nhà rất là tuyệt. Có đến một mặt tiền, hai mặt tiền, ba mặt tiền, bốn mặt tiền, năm mặt tiền. Đây là cái đường Lý Bản Bích này mọi người. Ra đây đường Bản Bích và Âu Cơ. Xuống dưới kia là đây, mặt tiền, bốn mặt tiền này, hai mặt tiền, ba mặt tiền. Khuất tầm nhìn ra cái bột nó giải tỏa đi thì cái khu vực này sẽ thấy hơn. Đây là khu vực giao lộ đường Lý Bán Bích Âu Cơ. Cho biết thì cái này do vướng phải cái giải phóng mặt bằng chưa được cấp đất thì nó mới như vậy. Đây này còn cái khu vực không ạ, cái nhà thì này thì đã được phá rồi, còn như cái này thì chưa. Còn nhà cũng khá là đơn giản. Còn đây thì thích hợp với việc buôn bán hơn. Đây là số 845 A Âu Cơ. Buổi tối là mình cũng ngủ ở đây luôn chú ha. À, ngủ ở đây luôn. Yeah. Đây. Một mặt, hai mặt, ba mặt. Ở đây thì lúc nào cũng kẹt xe chú ha, xe cổ nhiều quá. Sáng là sáng kẹt, chiều tăng tầm kẹt, sáng kẹt, chiều kẹt. Dạ, sáng kẹt. 2 giờ cao điểm. Yeah. Ngủ ở đây ồn ào lắm chú ha, lúc này ồn ào. Giờ quen rồi. Dạ. Yeah. Mai mốt mình chuyển đi thì mình chuyển đi nơi nào ha chú? Lên khu Tà Tiên Mết á. Dạ. Chỗ Lê Trọng Tấn. Người ta cấp cấp đất hả chứ? Mình mua đất tái định cư. Con kia là bố chú hả? Dạ. Có vào hỏi chuyện ông được không? Vẫn có điện nước đầy đủ nha mọi người. Điện này, có điện, có nước. Trước đây hình như quán cà phê, mà bây giờ hết rồi. Hết bán cà phê rồi. Thành ra còn bên này thì bán cua, bán gà. Cua gà ngon quá anh. Dạ, được rồi, anh đợi được hết rồi. Dạ, dạ. Bên này thì giải tỏa xong hết rồi. Đây nha mọi người. Tôi chia sẻ với mọi người rồi, xin chào mọi người nha. Nhà này thì đã bị phá. Ui, cái này chắc sắp xuống rồi mọi người.
góc đường, hai góc đường luôn. Rồi, chào mọi người nha. Kênh Line Việt Nam chia sẻ về cuộc sống của người Việt Nam. Xin chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ tiếp tục cuộc hành trình. Mong mọi người ủng hộ mình trong những clip tiếp theo nha mọi người. Chuyện không được duyên lắm. Ghẻ này ký nhiêu ha anh? Cả cái này 150 ký anh. Ờ, à, cùng ghẻ ha. Anh này bạn ghẻ ngay nữa cái ngôi nhà đặc biệt nha mọi người. 250 một ký thôi. Cái này 300 nữa, có ký 350 này. Thôi chúc anh mua máy bán đắt nha. Rồi ok anh. Mai mốt ghé vào kênh Line Việt Nam xem clip về ngôi nhà đặc biệt nhất Sài Gòn. Rồi rồi. Dạ. Coi che mà lại lại nhá. Dạ 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 dạ. Nhà 4 mặt tiền luôn. Ghê. Okay.